Đây là chương trình 180 giây thay đổi được phát sóng hàng tuần trên kênh fanpage Bệnh viện Từ Dũ. Xin kính chào quý khán giả của chương trình 180 giây thay đổi của Bệnh viện Từ Dũ. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề sàng lọc trước sinh trong 3 tháng đầu thai kỳ. Đây là một vấn đề rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Vậy tại sao chúng ta cần phải xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong 3 tháng đầu thai kỳ? Đây là cái xét nghiệm để khảo sát sàng lọc sớm một số bất thường về nhiễm sắc thể hay gặp. Đó là bệnh lý đau, bệnh lý ếch quật, bệnh lý ba tau. Hội chứng đau thì gây ra ảnh hưởng rất là nặng nề đến sự phát triển sau này của trẻ, ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, có thể là một cái gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, bệnh lý ếch quật và bệnh lý ba tau còn nặng nề hơn, khiến trẻ không thể sống trên một tuổi. Sàng lọc trong 3 tháng đầu thai kỳ thì gồm có 2 bước. Bước thứ nhất là mẹ bầu sẽ được siêu âm đo độ mờ da gáy. Nếu kết quả độ mờ da gáy của bạn ở trong cái giới hạn bình thường, mình sẽ được lấy tiếp xét nghiệm máu để làm double test để tính tiếp nguy cơ cho em bé. Thời gian thực hiện hai cái xét nghiệm này là trong cái giai đoạn từ 11 tuần tới 13 tuần 6 ngày của thai kỳ. Thời gian khoảng từ 10 ngày tới 2 tuần sẽ có kết quả xét nghiệm sàng lọc của em bé, và kết quả nó sẽ dựa vào tuổi mẹ, siêu âm độ mờ da gáy và xét nghiệm double test. Bác sĩ sẽ tính ra một cái nguy cơ cho em bé của mình, nguy cơ có thể là nguy cơ cao, nguy cơ thấp hoặc nguy cơ ngưỡng. Các mẹ bầu nhớ là cái xét nghiệm này chỉ là một cái xét nghiệm sàng lọc thôi. Khi mà nguy cơ thấp thì cũng không có loại trừ thai của mình hoàn toàn khỏe mạnh. Chính vì thế, với một cái kết quả nguy cơ thấp thì hiện tại mình có thể tạm thời yên tâm, nhưng vẫn cần phải đi khám thai theo lịch hẹn của bác sĩ. Trong những trường hợp mà xét nghiệm của bạn có vấn đề như là nguy cơ cao hoặc là nguy cơ ngưỡng, bạn sẽ được tham vấn và tư vấn một cách kỹ càng để thực hiện những cái xét nghiệm sàng lọc cao cấp hơn hoặc là những cái xét nghiệm chẩn đoán để khảo sát lại cái sức khỏe của em bé của mình. Còn một số mẹ bầu mà khám thai quá trễ hoặc là ở những cơ sở mà không có làm được xét nghiệm double test hoặc là đã bỏ qua cái mốc siêu âm đo độ mờ da gáy, tới bệnh viện vào thời điểm khoảng 16-17 tuần thì mình cũng có thể chọn lựa một cái xét nghiệm sàng lọc cũng có giá trị tương tự, đó là cái xét nghiệm triple test. Hiện tại thì có một cái xét nghiệm sàng lọc không xâm lấn với độ chính xác trong 3 tháng đầu khá là cao, với độ chính xác khoảng trên 90%. Đó cũng là một cái lựa chọn cho thai phụ nếu mà vô tình mình làm cái xét nghiệm sàng lọc bình thường ra nguy cơ cao. Đó là cái xét nghiệm sàng lọc không xâm lấn NIPT. Như vậy chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc sàng lọc trong 3 tháng đầu thai kỳ. Việc sàng lọc có thể giúp phát hiện sớm một số những cái bất thường có thể gây ảnh hưởng rất là nặng nề cho thai phụ và cho em bé. Chính vì vậy, các thai phụ nên đi khám thai định kỳ và sàng lọc những cái mốc quan trọng nhé.